Hãy xin chào các bạn. Hôm nay bên mình về một cái lô hàng hộp giảm tốc NMRV thương hiệu VGM này các bạn. Một xe tải. Bây giờ đang xuống hàng các bạn. Một lô hàng lẻ. Đây này các bạn. Để mình khui ra cho các bạn xem bên trong cái lô hàng này. Trường cắt ra giùm anh cái Trường. Đây các bạn, trong cái kiện này là size 50, size 40 nè. Size này size 50 các bạn, 71B5. Đây nha các bạn. Đây là dòng hộp giảm tốc cốt âm nè, thương hiệu VGM. Size này size 50, bit này là 71B5. Thì các bạn thấy là với mỗi một cái sản phẩm của hộp giảm tốc VGM thì bên trong nó sẽ có những cái phụ kiện để giúp chúng ta lắp đặt kết nối với lại động cơ điện nè. Và có một cái nút thông hơi đi kèm tương ứng với cái size của hộp giảm tốc. Các bạn thấy mẫu mã của cái dòng hộp giảm tốc này như thế nào. Rất đẹp phải không? Và nó có một cái màu xám đậm đậm đặc trưng. 4063 bit B14 này các bạn. Đây, cho các bạn xem một cái con bit B14 nó sẽ có cái sự khác biệt như thế nào. Đây các bạn. Với cái dòng bit B14 thì các bạn thấy cái loại bit này nó nhỏ gọn không? Size này là size 40 các bạn. Các bạn có thể thấy trên cái tem là bit của nó là 63 B14 ha. Ở đây có size 50 71B5 để mình tìm cho các bạn trong cái mấy cái kiện này những cái size khác lớn hơn ha. Trường ơi, cắt cái này ra giùm anh luôn cái Trường. Trong đây có size 30 B14 nữa này các bạn. Đây. Các bạn thấy không, với cái size 30 của chúng ta nó khá là nhỏ. Đây các bạn. Đây là bit B14 luôn nè. Đó. Để mình cho các bạn xem cái cấu tạo bên trong của cái dòng hộp giảm tốc này. Ở đây là size 063 nè các bạn. Và bit của nó cũng là bit B14 các bạn ha. Đợt này bên mình về khá là nhiều bit B14. Với cái sản phẩm được đóng gói và có một cái siêu rút lại như thế này. Đây là sản phẩm bit B14 của chúng ta. Và với cái dòng hộp giảm tốc NMRV thì các bạn sẽ thấy được cái cấu tạo của bên trong của nó sẽ như thế này. Nó là một cái dạng trục bit bánh bit. Với cái sản phẩm này thì cái đồng của chúng ta là một cái hợp chất đồng các bạn ha. Nó rất là cứng cáp và bền bỉ. Hợp chất đồng này chính là CuSn12Ni2. Thì trong đó với cái thành phần đồng nó chiếm khoảng 84-86%. Còn lại là thiết 12% và nickel là khoảng 2% các bạn ha. Thì đây là một cái hợp chất đồng mà đạt tiêu chuẩn của Uni các bạn ha. Với cái sản phẩm này thì các bạn thấy là nó sẽ có sự khác biệt so với các sản phẩm khác trên thị trường. Đó chính là cái phần bánh răng đồng này nè các bạn. Và cái thứ hai mình muốn nói với các bạn là với cái trục thép như thế này, các bạn sẽ thấy rất là rõ nè. Bằng mắt thường các bạn có thể nhận biết được cái sự nhẵn mịn, không có gồ ghề trên cái bề mặt này. Nếu các bạn muốn kiểm chứng về cái việc này, các bạn có thể mở những cái sản phẩm mà cùng phân khúc với cái dòng BGM này ở thị trường thì các bạn sẽ thấy được là cái trục vít này nè, nó rất là gồ ghề không? Và nó không có nhẵn mịn, thì khi mà nó ma sát với cái bánh đồng như thế này, nó sẽ gây ra cái độ ồn rất là lớn đối với cái dòng sản phẩm này. Và thứ hai nữa có thể là gây đến cái độ nóng cao. Và có một cái điều đặc biệt với cái dòng hộp giảm tốc NMRV này trên thị trường đang mắc phải, đó chính là cái việc nó bị rò rỉ dầu bôi trơn các bạn. Các sản phẩm khác họ sử dụng cái chất liệu của cái phớt dầu này kém hơn. Ở đây BGM họ sử dụng cái phớt dầu SKF này các bạn. Một dạng phớt dầu chất lượng cao các bạn ha. Nên nó sẽ hạn chế cái việc rò rỉ dầu bên trong của cái hộp giảm tốc của chúng ta. Thì đó là về cái thương hiệu BGM các bạn. Đây, còn những cái kiện hàng này đang xuống nè. Và ngoài ra ở đây có UDL nữa nha các bạn. Đây, các bạn có thể xem nè. Dòng này là dòng điều tốc cơ. Kiểu dáng chân đế nha các bạn. Cái này là UD 2.2. Với cái sản phẩm này của chúng ta thì các bạn có thể điều chỉnh tốc độ bằng tay các bạn ha. Thông qua cái này. Phạm vi điều chỉnh của nó các bạn có thể thấy ở trên đây nè.
từ 40 cho đến 200 vòng trên một phút các bạn ha. Đây, và các bạn có thể sử dụng điều chỉnh này và kết hợp nó với một động cơ điện hoặc động cơ giảm tốc khác để các bạn có thể điều chỉnh tốc độ đầu ra của nó qua cái điều chỉnh bằng tay này. Thì đây chính là cái dòng UDL chân đế các bạn ha. Thì con này là UD 2.2, con bên này là UD 4.0, kiểu dáng là B3 cũng là chân đế luôn. Đây các bạn, phạm vi điều chỉnh 200 đến 1000 vòng nha các bạn. Con này nó cũng có một cái nút để điều chỉnh, sử dụng cái này lắp vào để điều chỉnh phạm vi của nó sẽ thay đổi các bạn ha. Và kiểu dáng của nó là chân đế, đây là UD của chúng ta, nó được lắp vào trong đây, hoặc các bạn có thể lắp bên đây hai cái điều chỉnh. Thì vừa rồi là những chia sẻ với các bạn về cái dòng hộp giảm tốc NMRV đến từ thương hiệu BCM và cái dòng điều tốc cơ UD UDL bên mình nhập hàng về ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian xem video. Xin chào và hẹn gặp lại.